Bây giờ chúng ta ôn lại một chút những gì chúng ta học hôm qua. Rồi, chúng ta đang học về giao tiếp, về truyền thông. Rồi chúng ta có đây là cái sơ đồ lắng nghe. Khi lắng nghe, sau đó là chúng ta acknowledge, tức là thừa nhận mình đang lắng nghe bằng các ngôn ngữ của cơ thể như là gật đầu, lắc đầu, mắt này, mặt này, mắt nhìn vào đó, rồi bằng thừa nhận đang lắng nghe bằng các âm thanh ừ dạ vâng tôi đang lắng nghe bác cứ nói, sau đó hỏi lại để xác nhận thông tin xem là mà có cái gì mình chưa hiểu hoặc là có những cái mà người ta nói nó không có hết ý thì mình sẽ hỏi để làm rõ thông tin. Và bước cuối cùng là confirm, affirm, tức là xác nhận lại là tất cả những cái thông tin mình ghi nhận nó đã đủ chưa, nó đã đúng chưa và họ có cần gì thay đổi hay không. Đó, đấy là cái quy trình lắng nghe. Rồi chúng ta có nguyên tắc 80 và 20, tức là 80% thời gian là chúng ta nghe họ nói và 20% là chúng ta dành thời gian để tương tác, nghe, thể hiện cái sự lắng nghe bằng những câu nói dạ vâng ừ bác cứ nói tiếp, rồi trả lời những câu hỏi của họ. Vậy sau khi người ta nói xong thì sẽ đến lượt mình nói, tức là người nói và có người nghe. Về cơ bản là dành 100% thời gian để hoàn toàn lắng nghe những gì người đó nói. Khi mình có ý tưởng thì mình sẽ ghi chép lại vào trong cái tờ giấy hoặc là trong cái điện thoại ở đâu đó nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Sau khi người ta nói xong thì mình sẽ trả lời, mình sẽ à, xin lỗi, mình sẽ đặt ra câu hỏi của riêng mình chứ mình không có đặt câu hỏi ở trong khi người ta nói. Bởi vì làm như thế là khiến cho cái người nói họ có thể quên cái ý tưởng mà họ còn đang trình bày, hoặc là nó sẽ kéo dài cái thời gian là từ cái này nó chạy sang cái khác và nó cứ đi rông dài hết cái vấn đề này vấn đề khác. Rồi chúng ta có cái các dạng câu hỏi đóng này, câu hỏi đóng thì câu trả lời là có không. Rồi câu hỏi mở thì khiến cho người nghe được quyền đưa ra những cái suy nghĩ của họ. Rồi câu hỏi chi phối là câu hỏi đưa có định hướng, khi người hỏi định hướng cho người nghe về một vấn đề, về một cái điều cái xu hướng nào đó. Rồi câu hỏi về cảm xúc là để biết về cái trạng thái tâm lý và suy nghĩ của người nghe. Câu hỏi dữ kiện là để lấy thông tin điều gì đã xảy ra, sau đó bạn đã đi đâu, mấy giờ. Đó là những câu hỏi dữ kiện. Rồi câu hỏi tại sao tìm lý do. Câu hỏi thuần khiết khác với câu hỏi phán xét. Câu hỏi phán xét là câu hỏi đã bao hàm cái ý tích cực hoặc là tiêu cực. Ví dụ như là bạn có thích bữa ăn hôm nay hay không, mặc dù nó là tích cực nhưng mà nó vẫn không phải là thuần khiết bởi vì nó bao gồm cái ý tích cực của mình ở trong đấy rồi, mà mình phải biến lại là bạn cảm thấy bữa ăn hôm nay thế nào. Tất cả các câu hỏi đều có thể sử dụng được hết, tuy nhiên là chúng ta cần tập để mở rộng cái cách diễn đạt cái các ngôn từ và cái ý kiến của mình và tạo cái cơ hội để cho cái người nói được hoàn toàn đưa ra cái suy nghĩ của họ thay vì được định hướng theo cái cách nói của cái người đang nói. Rồi câu hỏi xin phép là một cái câu hỏi chúng ta nên nên cho vào, đặc biệt là với những cái vấn đề nó tế nhị. Tôi xin phép là hỏi một câu hỏi nó hơi riêng tư một chút được hay không? Đó.
Rồi hôm qua chúng ta cũng có nói về cái vấn đề cái niềm tin là cái cơ bản nhất này. Từ niềm tin nó hình thành lên cái hệ thống tư duy và nhận thức. Và hệ thống tư duy và nhận thức nó cũng được hình thành từ giáo dục. Từ giáo dục nó dẫn tới hành vi. Và từ hành vi nó dẫn đến thói quen sống. Rồi từ đó dẫn đến tính cách và dẫn đến kết quả. Rồi chúng ta cũng nói đến cái một cái phạm trù đó là trưởng thành thuộc linh. Thì trưởng thành thuộc linh thì tin đạo lâu năm nó không không đánh giá được, biết nhiều kinh thánh nó là nền tảng nhưng nó không đánh giá được, có nhân cách có đạo đức tốt cũng chưa hẳn đó là trưởng thành thuộc linh, nó là cần thiết nhưng nó không phải là yếu tố then chốt cho việc nói một người trưởng thành thuộc linh. Rồi có những cái kinh nghiệm sống, những cái kinh nghiệm ở trong đạo nó cũng chưa, nó cũng tốt nhưng mà nó chưa phải nói lên cái độ trưởng thành thuộc linh. Cái mà người ta nhầm lẫn nhiều nhất đó chính là cái ân tứ thánh linh. Khi người ta nghĩ rằng là một người có ân tứ thánh linh đó, đó là người đã trưởng thành. Nhưng có ân tứ thánh linh chưa hẳn đã là người trưởng thành đâu. Đó. Cái người trưởng thành á, là cái người có khả năng phân biệt đúng sai dựa theo tiêu chuẩn lời Chúa. Chứ không phải dựa theo tiêu chuẩn của tôi hay là của tổ chức của tôi. Và có khả năng điều chỉnh để thích ứng với mọi người và mọi hoàn cảnh. Đó, hai đây là hai cái yếu tố then chốt để đánh giá một cái mức độ trưởng thành. Rồi mức độ trưởng thành thì chúng ta thấy rằng nó cũng tùy từng phạm vi nữa, bởi vì có khi người ta trưởng thành trong lĩnh vực này lại không trưởng thành trong lĩnh vực kia. Ví dụ như cái người ta được ân tứ đuổi quỷ thì người ta rất trưởng thành trong ân tứ đuổi quỷ nhưng người ta rất non kém trong cái lĩnh vực về ân tứ tiên tri. Đó, đuổi quỷ thì rất tốt nhưng mà nói tiên tri thì không đâu vào đâu cả, hoặc là giảng dạy về ân tứ tiên tri nó không có đầy đủ, hoặc nó không nó bị thiên lệch. Đó. Thì người ta thiên về cái nào thì người ta có thể là sẽ trưởng thành trong cái lĩnh vực đấy nhưng mà lại không trưởng thành trong lĩnh vực kia. Ví dụ như về quản trị thì người ta trưởng thành nhưng mà về giảng dạy thì lại lại rất là kém. Đó, thế thì chúng ta xem là cái trưởng thành là trưởng thành trong lĩnh vực nào. Nếu như mà trưởng thành trong mọi lĩnh vực thì là điều đó là rất tốt. Rồi chúng ta nói về vấn đề là phân biệt đúng sai dựa trên cái tiêu chuẩn nào, dựa trên cái tiêu chuẩn của người lãnh đạo hay tiêu chuẩn của tổ chức hay tiêu chuẩn của lời Chúa. Đó, tiêu chuẩn của lời Chúa thì là cao nhất, sau đó là đến tổ chức và đến lãnh đạo trực tiếp trên mình. Đấy, thì lời Chúa thì tôi đã phân tích cho anh chị em, nó có những cái lĩnh vực như là lĩnh vực tuyệt đối hay là tương đối này, lĩnh vực đạo đức hay là văn hóa, những cái là lẽ thật, là mạng lệnh, nó đúng trong tất cả mọi thời đại từ cựu ước đến tân ước, hay nó chỉ mang tính thời kỳ ở trong tân ước hay là trong cựu ước, hoặc là chỉ mang tính áp dụng của địa phương thôi chứ nó không mang tính áp dụng cho mọi người ở mọi thời đại. Thế thì khi nói lời Chúa rằng là cái đúng cái sai ấy, dựa trên 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 lời Chúa là dựa trên cái điều nào, là mình phải hiểu trước khi nói là đúng sai trên lời Chúa thì người ta phải hiểu đúng lời Chúa đã. Vì không hiểu đúng lời Chúa thì người ta cứ nói lời Chúa ra thì chưa chắc đã là đúng đâu. Đó. Rồi chúng ta cũng học về tư thế ở trong giao tiếp, là chúng ta đã học có 6 cái điều sau, đó là thứ nhất là khoảng cách là khoảng một cánh tay này, cùng cao độ, tức là hai người cùng đứng hoặc hai người cùng ngồi chứ không nên có một người đứng một người ngồi, vuông góc và song song, hai cái vai này nó phải thẳng, vuông góc song song với đối phương, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nhưng mà để tránh nhìn chằm chằm thì chúng ta có thể thỉnh thoảng nhìn lên trán, nhìn xuống mũi, nhìn sang tay trái tay phải. Thứ năm, thẳng lưng và hơi dướn người về phía trước một chút. Đó. Thứ sáu, động tác tay thì là nên thoải mái tự do để diễn đạt phù hợp với cái suy nghĩ của mình. Rồi chúng ta có học cái nghi thức bắt tay thì là dướn người lên này, bắt tay nhìn vào mắt, tay bắt nhưng không nhìn vào tay, tay bắt nhưng mắt lại nhìn vào mặt. Chúng ta rung 1 đến 3 cái thôi, không rung quá, và hai cái tay phải bắt với nhau chặt chặt nhưng mà không có làm cho người ta cảm thấy đau hoặc là nó quá chặt.
nó đủ chặt để người ta cảm thấy cái sự nhiệt tình với nồng ấm ở trong đó. Nghi thức thứ hai là nghi thức hugging, ôm, thì là tay phải đưa ra phía sau đập nhẹ ba cái, tay trái đưa vào phía hông để giữ, đầu nghiêng sang một bên và giếng người về phía trước. Rồi nghi thức trao thiệp thì cái người trao sẽ nghiêng cái thiệp 45 độ để cho cái người kia không cần phải cúi đầu, nghiêng mặt gì cả, và ta chỉ cần hơi nhìn mắt xuống một chút là người ta có thể thấy rồi. Người nhận thiệp thì mắt nhìn vào thiệp, đọc họ tên, chức danh và học vị, và thứ tư là nếu như ngồi trên bàn thì có thể để trên mặt bàn để có thể dễ dàng nhìn thấy tên người đó, và sau đó cất vào túi. Rồi. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái phần diễn đạt suy nghĩ, kỹ năng phản hồi. À, tôi chuẩn bị nó bằng tiếng Anh mà không có thời gian để làm nó tiếng Việt. Vậy thì anh em sẽ theo sát bằng tiếng Anh. Đây là một bông hoa có 5 cánh hoa. Cái nhụy hoa đó, ở giữa đó, thì là vấn đề, issue là vấn đề. Tôi muốn nói với anh về một vấn đề, đó là ngày hôm nay anh đi đến buổi thờ phượng trễ 15 phút. Như vậy, cái vấn đề là cụ thể. Tôi đã nhìn camera và đã thấy anh đến trễ. Tôi nghĩ rằng what I think, tôi nghĩ rằng cái việc đến trễ là không có tôn trọng mọi người ở trong hội thánh, và quan trọng hơn là không đẹp lòng Chúa, bởi vì mình đi thờ phụng Chúa thì mình cần phải chuẩn bị. Mặc dù là anh nói rằng là bị tắc đường, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu anh biết tắc đường thì anh nên đi sớm hơn. Nếu mà đi sớm hơn thì sẽ có cái thời gian để mà chuẩn bị và phòng trường hợp tắc đường thì mình vẫn kịp giờ. What I feel, tôi cảm thấy gì? Tôi cảm thấy cái việc đi trễ của anh là không không tốt, làm cho tôi cảm thấy không có hài lòng lắm. Và mọi người thì bị phân tán khi anh đến trễ, trong khi mọi người đang tập trung thì anh lại mở cửa lách cách đi vào ngồi. Mọi người ổn định, anh ấy bước vào thì tôi cảm thấy cái việc đấy nó không có phải là việc nên làm. What I want, điều tôi muốn đó là từ buổi sau thì anh vui lòng nếu có thể được thì đến sớm trước ít nhất là 15 phút để mình gặp gỡ nhau, thông công với nhau. Đó. Và chuẩn bị cho buổi nhóm, cho cái tinh thần và thân thể nó không có bị vội vã quá. What I will do, what I have done. Điều tôi đã làm đó là tôi cũng đã thông báo trước cả hội thánh là không được đi trễ, đúng 8:30 buổi sáng là chúng ta bắt đầu giờ lễ rồi, anh chị em phải có mặt trước đó. Và điều tôi sẽ làm đó là nếu như buổi sau anh đến trễ thì có lẽ rằng là tôi xin phép mời anh đi về để tuần sau nữa anh đến thì sẽ là tốt hơn, và mình cơ đốc nhân mình nên có một đời sống kỷ luật. Ok, như vậy là chúng ta thấy rằng cái cánh hoa này ấy, nó sẽ giúp chúng ta phản hồi một cách cụ thể về từng vấn đề một và diễn đạt cái mong đợi của mình, khiến cho người nghe sẽ dễ dàng để hiểu cái mong đợi của người nói, vấn đề của mình muốn nói và cái mong đợi của mình. Đấy, ngược lại, nếu như mình không có cái công cụ này đó
thì rất dễ chúng ta nói những cái câu như là anh suốt ngày đi trễ đâu, thì cái người kia người ta sẽ cảm thấy khó chịu, người ta bảo tôi có suốt ngày đi trễ đâu, tôi có đi trễ buổi này là buổi thứ hai mà anh lại bảo tôi suốt ngày đi trễ. À, nếu mà nói suốt ngày đi trễ thôi ấy, thì nó thể hiện được cái gì? Nó thể hiện được ở cái là những gì tôi nghĩ này, những gì tôi cảm thấy, mặc dù không nói ra nhưng mà người nghe họ vẫn cảm thấy rằng là anh không hài lòng. Nhưng cái cánh hoa này nó giúp cho chúng ta là không phải chỉ diễn đạt cái câu nói mà để cho cái đối phương người ta tự phải suy luận ra, mà mình nói ra cái suy nghĩ của mình. Anh đi trễ ngày hôm nay và tôi nghĩ điều đó không tốt, tôi cảm thấy không vui về việc anh đi trễ. Đó. Thay vì nói là anh suốt ngày đi trễ và mình cau mặt lên, thì đương nhiên phía bên kia sẽ tự hiểu rằng là người nói không vui. Nhưng điều đó nó chưa đủ để diễn đạt cái suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Bởi vì cái văn hóa của chúng ta đó là văn hóa tự hiểu. À, văn hóa tự hiểu nói người 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 ta nói rằng là cái gì? À, người khôn thì nói lửa chừng để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Nên cái văn hóa của mình nó khá là buồn cười. Là cái gì là phải tự hiểu. Nói ở đây chết cây Hà Nội tức là cứ phải tự hiểu thôi, phải tự suy diễn ra. Nhưng trong cái văn hóa của Cơ Đốc ấy là không, Kinh Thánh không dạy như vậy. Lời của trách tỏ tường hơn thương yêu giấu kín sứ đồ, xin lỗi, sách Châm Ngôn, vua Solomon nói như vậy. Lời của trách tỏ tường hơn thương yêu giấu kín. Còn trong Galati thì sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Galati là gì? Trong anh em nếu có người nào tình cờ phạm tội thì hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà sửa họ lại. Nên chúng ta thấy đúng không ạ? Là khi mà cần giải quyết vấn đề là phải đối mặt trực diện với nó và giải quyết nó, chứ không phải nói ý nói tứ. Phaolô cũng đề cập đến một vấn đề nói ý nói tứ trong cái thư tín của ông ở trong Tân Ước, là anh trong anh em không nên nói ý nói tứ. Vì cái nói ý nói tứ là đôi khi là người ta sẽ tự phải suy diễn cái ý của người nói, và đôi khi suy diễn nó sẽ sai đi. Đó. Như vậy là cái công cụ này rất là hữu hiệu cho chúng ta trình bày suy nghĩ, cảm xúc và giải quyết vấn đề. Tôi muốn nói với anh về vấn đề này. Tôi nghe thấy người ta nói, tôi nhìn thấy, tôi đọc thấy. Đó. Điều tôi nghĩ là, điều tôi cảm thấy là, điều tôi muốn là, điều tôi đã làm và sẽ làm lại. Còn nếu không rất dễ chúng ta rơi vào trong cái trạng thái đoán xét. Làm thế nào để chúng ta phân định được thế nào là đoán xét? Nhà xin mời anh chị em nào vui lòng cho ý kiến. Làm thế nào để biết, để phân định được đâu là đoán xét? Theo em đoán xét thế là áp đặt cái suy nghĩ của mình lên cái hoàn cảnh của người khác. Rồi, ai có ý kiến gì khác không ạ? Theo con đoán xét là nói những lời nói tiêu cực và không mang tính gây dựng ạ. Dạ, còn ai có ý kiến gì nữa không ạ? Theo em đoán xét là định tội người khác theo ý của mình. Rồi, xin mời.
Ai có ý kiến gì khác đâu mà. Ai có ý kiến gì không ạ? À, anh chị em nhìn vào cái mức độ diễn đạt về tần suất. Rồi, chúng ta có hai cái thái cực thứ nhất đó, đó là không bao giờ. Thái cực thứ hai là luôn luôn. Hai cái từ này là không bao giờ này và luôn luôn đấy, là hai từ mang tính tương đối hay tuyệt đối ạ? À? Tuyệt đối. Mức độ của nó là tuyệt đối đúng không ạ? Khi chúng ta nói những cái gì nó mang tính tuyệt đối thì mình cần phải có cơ sở, phải có bằng chứng. Chúng ta được nói, nhưng khi nói một cái gì đó mang tính tuyệt đối thì phải có cơ sở và có bằng chứng. Còn khi không có bằng chứng, không có cơ sở thì nó sẽ rơi vào một cái tội, đó là phán xét. Chúng ta có được phán xét người khác không? Không ạ. Chỗ nào trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là không được phán xét? Giêsu nói trong sách Ma-thi-ơ, ngươi chớ đoán xét ai thì Giêsu nói mà đừng đoán xét ai thì sẽ bị khỏi bị đoán xét. Nhưng mà Phaolô có bảo là lên đoán xét không? Ông Phaolô Có ấy trong hội thánh Corinto đó được hai chữ phải khai trừ những người phạm tội như vậy ra khỏi hội thánh, trong anh em không có ai khôn ngoan để đoán xét những cái việc như vậy hay sao? Ông nói là những người ngoại thì để Chúa phán xét, nhưng trong hội thánh thì sao? Phải phán xét. Thế như vậy là lời của Chúa Giêsu với lời của Phaolô có gì đối lập với nhau không? không đối lập, nó tùy vào hoàn cảnh. Rồi chúng ta giải thích như thế nào? Paulo thì có thẩm quyền trên hội thánh, còn chúng ta thì không có thẩm quyền trên một số người nhất định, nhưng là không thể đoán xét một cách tự nhiên và tự do được, phải có cái mấu chốt thẩm quyền. Rồi giải thích rõ hơn được không? Thế bây giờ ví dụ như một người đến hãm hiếp người nhà của mình, con gái của mình, vợ của mình, đứng trước quan tòa
mình tố cáo người đấy, người đấy có được quyền nói rằng là anh không được phán xét tôi không? Theo anh chị em thì sao? Hoặc là không đưa lên quan tòa mà đưa đưa lên hội thánh xét xử đi, ăn cắp ăn trộm tiền của mình chẳng hạn, ăn hoặc là ăn cắp ăn trộm tiền của hội thánh, hoặc là hãm hại gì đó một ai trong hội thánh, rồi cái vấn đề đấy đưa ra lãnh đạo hội thánh thì cái người kia nói rằng là anh không được quyền phán xét tôi, chỉ có Chúa mới có quyền phán xét tôi, thì sao, chúng ta nghĩ thế nào? Dạ, nếu như không có thuộc thẩm quyền của mình, không có gì liên quan tới mình thì không được phán xét. Như vậy trường hợp phạm tội ở trong hội thánh Corinto thì sứ đồ Phaolô nói rằng là hãy phán xét những người đó. Ngược lại, Chúa Giêsu thì lại nói rằng là đừng phán xét ai để mình khỏi bị phán xét. Trong follow nói rằng là phán xét mọi người trong hội thánh đó là mục đích là để chỉ tội người người bị phạm tội đó, và cũng một mục mục đích đó để mà làm gương cho những người sau để mà nhìn thì sẽ có cái sự phán xét, bởi vì là ông follow ông có cái thẩm quyền trên một cái hội thánh hoặc trong một cái hội thánh nào thì ông mục sư đó sẽ có quyền chỉ tội ra người đó để người đó có thể biết về cái lỗi của mình, và thứ hai và cũng cho những người khác để mà noi gương là không được cái phạm tội. Còn Chúa bảo là đừng có phán xét ai, là có em nghĩ rằng là mình không được tùy tiện phán xét bất kỳ ai, gặp ai cũng nói là anh làm sai hoặc là anh mang tội mà hoặc mang tội kia, thì điều đó là không đúng, đó là có lẽ đó là Chúa nhắc nhở chúng ta là đừng có phán xét ai. Dạ em xin hết ạ. Này, cảm ơn. Thế thì làm thế nào để mình hiểu và kết nối giữa cái lời dạy của Chúa Giêsu với lời dạy của Phaolô? Và đương nhiên Chúa Giêsu với Phaolô không bao giờ đối lập với nhau rồi, bởi vì Phaolô được sử dụng để viết Kinh Thánh. Cho nên cái ý tưởng của Phaolô đây ấy, là những ý tưởng và sự chỉ dẫn từ nơi Chúa. Thế như vậy bây giờ quay trở lại, ví dụ như một người mà phạm tội ăn cắp ăn trộm hoặc là hãm hiếp những người trong gia đình của mình chẳng hạn như thế, mà mình đưa đến một vị lãnh đạo nào trong hội thánh hoặc đưa ra quan tòa, thì cái người quan tòa đấy xét xử đúng không ạ, và mình có quyền để trình bày tất cả cái đấy để người ta đưa ra một cái lời đoán xét hay là cái lời phán xét một cách đúng mực so với những cái việc người đó làm. Nhưng nếu như cái người mà bị cáo đấy nó không phải là hãm hại mình và người nhà của mình, nhưng mình lại nói rằng cái người như vậy ấy là chỉ có đi xuống địa ngục thôi chẳng hạn, trong khi đó thì mình cũng không có đầy đủ tất cả những cái cơ sở, những cái bằng chứng gì đó, hoặc là những người như thế là phải đại khái là chúng ta đưa ra rất là nhiều những cái lời nhận định mang tính bản thân mà nó không liên quan đến mình, thì những cái việc đấy là việc không nên. Thế thì quay trở lại đây, khi nào được đoán xét, khi nào không được đoán xét, đó là khi nào trong phạm vi thẩm quyền của mình thì mình phải đoán xét, mình phải xét xử. Nếu như mình không xét xử á thì tội lỗi nó sẽ được gia tăng, nó sẽ gia tăng đó. Còn nó không phạm vi trong nằm trong phạm vi thẩm quyền của mình thì mình không được có quyền phán xét. Bây giờ quay trở lại đây, hai cái thái cực, đó là cái thái cực không bao giờ và thái cực luôn luôn, tức là cái thái cực tuyệt đối. Anh luôn luôn đi trễ, anh không bao giờ đi đúng giờ. Nếu như mình dùng cái trạng thái tuyệt đối này đó thì dễ rơi vào cái tội phán xét, bởi vì mình không có đủ cơ sở để mình khẳng định người ta là
luôn luôn hoặc là không bao giờ. Nếu như có 100 buổi ấy, thì có 100 buổi đi trễ ấy, thì mình được nói như vậy. Nhưng nếu 100 buổi mà chỉ cần có một buổi đi đúng giờ thôi mà 99 buổi là người ta đi trễ, thì khi mình nói như vậy nó cũng có thể dễ rơi vào vấn đề phán xét, bởi vì người đó sẽ nói là không, tôi vẫn có buổi, tôi đi đúng giờ. Như vậy cái mức độ an toàn ấy, đó là mức độ từ cái khoảng không bao giờ này này cho đến cái mức độ luôn luôn, tức là mình nên dùng những cái đại từ, những cái trạng từ, xin lỗi, những cái trạng từ chỉ tần suất, là tôi thấy hiếm khi anh đi trễ, à xin lỗi, hiếm khi anh đi đúng giờ. Đó. Thì nó an toàn hơn. Và an toàn hơn nữa khi mình đưa ra cái cụ thể là tôi thấy là trong tháng này anh đã có 2 buổi đi trễ. Như vậy là cụ thể không, là trong tháng này này có 2 buổi đi trễ này. Đó. Thì những cái gì nó tránh đi cái mức độ tuyệt đối á, thì nó sẽ an toàn hơn trong giao tiếp và mình sẽ tránh được cái tội phán xét. Thì quay trở lại cái hình ảnh của cái cánh hoa. Khi chúng ta nói một người là các anh ấy là người xấu thì nó rơi vào tội phán xét. Người bảo không, tôi vẫn thương yêu vợ con tôi mà. Tôi thương yêu vợ con tôi hết lòng, tôi thương yêu bố mẹ tôi hết lòng mà. Thế thì cái câu đấy là câu phán xét. Bởi vì tại sao? Anh ta xấu với người ngoài nhưng lại tốt với người nhà. Thế thì cái cánh hoa này sẽ giúp chúng ta diễn đạt cái vấn đề một cách cụ thể và chính xác. Đó là những điều tôi thấy nhé. Nè. Mắt tôi đã chứng kiến chủ nhật tuần trước anh ấy đến hội thánh. Có một người chị em để cái túi ở phía bên dưới và tôi đã nhìn thấy anh ấy đưa tay vào để lấy tiền ở trong túi của người chị em đó. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Tôi nghĩ rằng cái hành động đó là hành động ăn cắp, ăn trộm. Và tôi nghĩ rằng cái việc làm đó là rất xấu trong cái đạo đức của một người theo Chúa lẫn một người bình thường. Tôi cảm thấy vô cùng sốc, tôi cảm thấy cái hành động đó là không thể chấp nhận được trong hội thánh. Điều tôi muốn là anh ấy phải trả lại tất cả số tiền anh ấy lấy của cái chị kia, và nếu chị ấy yêu cầu xin lỗi hoặc bồi hoàn thì anh hoàn toàn phải làm lại việc đó. Còn điều tôi đã làm là tôi cũng có thể mình sẽ nói tôi đã làm, hoặc là không cần thiết nói tôi làm mà tôi sẽ làm được. Tôi đã làm là tôi đã nhắc anh cái điều này. Bây giờ còn đâu, trong vòng từ bây giờ cho đến chủ nhật tuần tới, nếu anh không làm việc đó, tôi sẽ mời anh ra khỏi hội thánh hoặc tôi sẽ báo công an. Chúng ta thấy rõ chưa ạ? Nếu như mình không diễn đạt một cách chi tiết cụ thể như vậy, chúng ta đưa ra một câu kết luận là anh ấy là người xấu, thì đấy chính là cái lời xét đoán ạ. Cái lời phán xét là cái lời bao hàm một hành động mà đánh giá cả con người. Một hành động không đủ đánh giá cả con người. Nhiều hành động cũng chưa đủ để đánh giá cả con người. Ví dụ như người ta là người xấu. Người xấu thì đấy là một cái câu xét đoán, bởi vì xấu là xấu ở cái gì, xấu đối với ai? Bởi vì khi chúng ta nói đấy là cái người xấu thì chúng ta đang đánh giá cái con người đó. Có thể là người ta xấu với người ngoài nhưng lại không xấu với bạn bè. Hay là mình nói cái anh rất là keo kiệt. Thì keo kiệt với ai? Anh ấy keo kiệt với bạn nhưng lại không keo kiệt với tôi.
keo kiệt với người bạn này nhưng không keo kiệt với người bạn kia, có thể keo kiệt với gia đình nhưng mà lại rộng rãi với họ hàng, và ngược lại là rộng rãi với họ keo kiệt với họ hàng nhưng lại rộng rãi với gia đình, vân vân và vân vân. Thế thì mình tránh cái những cái từ ngữ nói những cái từ ngữ nó chung chung quá, hoặc là những cái từ ngữ nó mang tính vào thái cực 100% á, nó mang tính tuyệt đối như là không bao giờ, luôn luôn này, anh ấy là người này người kia, mà chúng ta chỉ đánh giá cái hành động cụ thể là cái hành động gì mình có nghe thấy hay là mình nhìn thấy hoặc mình nghe ai nói, mà nghe ai nói phải có xác chứng, mình nghĩ thế nào, mình cảm thấy thế nào, mình muốn cái gì, mình đã làm gì với cái hành động đó chứ không phải với con người đó. Đó. Và mình sẽ làm cái gì? Nếu có ai có câu hỏi thắc mắc gì liên quan điều này không ạ? Rồi, nếu không bây giờ chúng ta sẽ thực tập. Chúng ta sẽ thực tập dựa theo cái cánh hòa nhé. Rồi, sau khi nghe tôi phân tích như vậy, anh chị em có thấy rằng là mình đã từng rơi vào những cái lỗi phán xét chưa? Dạ có. Vậy là cái cách giao tiếp của mình đã phải trở nên phân định rõ ràng hơn, tức là chúng ta phân định giữa hành vi và thói quen này và tính cách. À, ví dụ như này, cái anh đấy là tính xấu lắm. Thế thì mình đang nói tính cách. Có thể anh ấy không có tính xấu nhưng anh ấy có một hành vi xấu. Hành vi xấu ấy nó xuất phát từ cái việc mà lúc anh ấy đói quá, anh không có gì ăn, thế là anh ấy giật đồ ăn của cháu bé một cách không kiểm soát được bản thân. Thế như vậy là anh ấy có hành vi xấu. Còn khi mình nói anh ấy có tính xấu, tức là nó trở thành cái thói quen, nó trở thành cái nếp sống, nó trở thành cái nếp sống của người đó rồi. Bây giờ tôi sẽ cho trường hợp để anh em xử lý, hoặc là anh chị em sẽ gợi ý cho tôi những cái cụ thể nào mà anh chị em đã vấp phạm phải đấy, mà bản thân mình đã rơi vào cái sự phán xét, và bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái cách nói như thế nào dựa theo cánh hòa, để ai có thể xung phong chia sẻ cái kinh nghiệm của mình được không ạ? Yeah. Ai có thể xung phong chia sẻ một cái kinh nghiệm thất bại của mình trong cái việc trình bày suy nghĩ mà theo cái chiều hướng phán xét không ạ? Một cái trường hợp nào đó.
Rồi, nếu anh chị em không có nói thì tôi sẽ đề cử và anh chị em sẽ giải quyết vấn đề nhé. Rồi, xin mời một người nào xung phong nào. À, mục sư em xin phung phong trước ạ. Không biết là Dạ. nó có đúng theo cách mục sư hướng dẫn không mà em cứ xin xin nói. Rồi, À, ok. thưa mục sư, ví dụ như là trong gia đình thì mình luôn ở trong nhà là mình luôn là người điều khiển mọi việc. Thế khi mà khi mà cái sự việc mà mình vô tình mình để cái đồ của mình ở đâu đấy mình cất kỹ quá thì mình lúc nào mình trên đầu mình cũng nghĩ là cái ông chồng của mình. À, anh để nó lấy nó cất đi có đâu của em mà lấy có đâu thì phải giả cho em ngay. Thế nhưng mà đấy là cái cách phán xét của mình bởi vì là mình luôn áp đặt trên mọi người trên gia đình mình. Vì vậy mà cứ khi mà thiếu cái gì đâu cái là mình nghĩ ngay đến cái ông chồng của mình là mình cất chỗ nào. Và ông chồng thì không thích cái điều đó và luôn sau lại cứ làm cái điều đó và gây cản trở, gây cái sự rất là khó chịu cho người chồng. Đây là cái cách mà mình luôn áp chế lên cái ông chồng của mình đó như thế. Cái đấy là một cái điều mà mình sai và mình cần phải sửa. Ví dụ như là cầm cái chị đồ vật của mình nào đi chỗ nào khác mà khi vô tình mình cất kỹ quá mình không nhớ ra thì mình ngay đầu tiên là mình nhớ mình nghĩ đến ông ấy đấy. Đấy là một cái điều mà mình cần thay đổi. Bây giờ mình cụ thể đi, cụ thể hóa vấn đề đi, quay trở lại. Nếu như lần tới mà mình gặp cái vấn đề đấy thì mình sẽ sử dụng cái cánh hoa này như thế nào để mà giải quyết vấn đề. Thì lúc đấy thì em sẽ bảo là anh có cầm cái điện thoại đấy của em không hoặc là anh có nhìn thấy cái điện thoại đấy là của em ở đâu không. Đấy là cách mình nhẹ nhàng mình hỏi. À rồi ok. Thế bây giờ mình xin lỗi đi. Bây giờ mình xin lỗi anh ấy về về cái việc là mình đã áp đặt cái ý chí của mình trên anh ấy, trong khi đó thì bằng chứng rất rõ ràng là không phải do anh đấy. Thế thì bây giờ nếu mà xin lỗi về cái vấn đề đấy thì mình sử dụng cánh hoa là như thế nào? Em rất là tiếc và xin lỗi vì em đã tìm thấy cái điện thoại rồi. Em xin lỗi anh bởi vì là lúc nào em cũng nghĩ rằng là trong tâm trí của em lúc nào cũng nghĩ tới anh, nên ra là khi mà cái tình huống nó xảy ra việc đầu tiên là em nghĩ tới anh thì là em xin lỗi em đã cất kỹ nó quá vì vậy em đã tìm thấy cái điện thoại của em rồi em xin lỗi anh. Dạ, chưa áp dụng được cánh hoa rồi. Áp dụng cánh hoa nó sẽ như thế này này. Dạ, em muốn nói với anh về bữa trước em không tìm được cái kính mà em lại nghĩ rằng là anh cất ra chỗ khác. Như vậy vấn đề issue chưa? Cụ thể chưa? Cụ thể là hôm nào? Nói về hôm trước nhá, nói hôm trước là anh biết, còn nếu không cụ thể hơn nữa là thứ sáu tuần trước gì đó. Rồi vấn đề là em nói với anh là giữ cái kính của em này. Đó. What I see hoặc kia là lúc đó em không nhìn thấy cái kính của em ở đâu cả mà đầu em thì cứ nghĩ rằng anh cất nó đi. Đó. Em nghĩ rằng là anh cất nó đi này. Và cái thực tế là anh không có cất nó đi và em đã nói sai cho anh thì cái điều đó là sai rồi. What I feel, em cảm thấy rằng là cái việc em nói như thế là không có đúng và sai. À, mình có thể không cần thiết phải nói cả năm cánh hoa, mình có thể sang luôn cánh hoa thứ năm là what I will do, em sẽ làm gì, em xin lỗi anh về điều này này. À, và mình có thể đưa ra đề nghị nếu mà lần tới mà trong trường hợp mà em để ở đâu thì anh có muốn di chuyển sang nơi khác thì anh vui lòng nói lại với em một câu để em không phải mất công đi tìm. Đấy, như vậy là cái cánh hoa này sẽ giúp cho chúng ta trình bày một cách từ từ. Nó hơi mất thời gian một chút nhưng nó rất rõ ràng và người nghe hiểu được trọn vẹn cái ý mà người kia muốn nói. Dạ, ok. Rồi bây giờ người nào có thể xung phong diễn giải theo cánh hoa này nhé. Tôi sẽ đặt ra tình huống. Tình huống đó là một cái thành viên trong ban nhạc của hội thánh.
đến đến giờ thờ phượng ấy thì cái mặt dài đó đem cảm cái bộ mặt dài đến hội thánh, vừa đánh đàn nhưng mà lại cố tình để tỏ vẻ ra là tâm trạng mình không tốt cho cả hội thánh đều nhìn thấy. Rồi ai có thể xử lý vấn đề dựa trên cánh hoa này được không ạ? Dạ mục sư Julie có thể trả lời theo cái đấy luôn ạ. Dạ, xin mời. Dạ. Vấn đề là anh trong anh gọi là anh trong ban nhạc ấy, là mang một cái cảm xúc không tốt đến đến hội thánh, ngoài trong cái lúc mà người ta đang cần một cái tâm trạng tốt hơn, thì những cái gì tôi nhìn thấy ở đây là cái bộ mặt của anh nó không được vui vẻ, Tức là không bên được. đây mình đang giao tiếp trực tiếp với cái người đó sau cái giờ lễ đấy, thì mình sẽ gặp trực tiếp để mình đóng góp ý kiến đấy, thì mình sẽ nói như thế nào? À, tức là mình sẽ phải nói trực tiếp với họ gì ạ? Đúng rồi, đúng rồi. À, dạ vâng. À, dạ thêm, tức là hôm nay trong hội thánh, trong một cái họp tiệc, trong một cái buổi vui như này, thì tôi có nhìn thấy là sao hôm nay anh vẻ mặt anh có vẻ buồn thế? Thì tôi nghĩ là chắc anh có một cái tâm trạng nào đấy nó không vui vẻ với gia đình, hoặc là có mang tâm trạng cá nhân gì đấy. Thì tôi cảm thấy là giữa trong cái một cái tổ chức như này thì chắc là mình phải nên giấu cái cảm xúc của mình đi, đừng có để có một cái tạo một cái sự khác biệt quá như thế, và để mọi người nhìn nhận nó cũng hơi rõ. Tôi thấy là mình xin lỗi mục sư, ở trong lúc đấy mình vai trò là một người cùng cùng, hay là mình vai trò là người lãnh đạo, hay mình vai trò là À, thì cùng một. tùy thế, tùy mình muốn đặt trong cái hoàn cảnh nào thì tùy mình, có thể là một người thành viên trong hội thánh hoặc là một người lãnh đạo cũng được. À, nếu mà là sau một người lãnh đạo thì cái nói là những cái gì mà tôi đã làm mà tôi sẽ làm mà nó sẽ khác hơn so với một người ngang bằng với nhau, đúng không ạ? À, đúng rồi, nó sẽ khác hơn. Thế bây giờ Vâng. mình đóng trong vai trò thành viên đi này. À, nếu mà trong thành viên thì thường theo theo cái kinh nghiệm của tôi, thì trong những cái lúc và những cái gì đối với một cái sự việc như này thì chúng ta nên cùng hòa đồng với, tức là khi mà ở một tiệc vui thì mình cũng nên vui, chứ theo tôi thì tôi không nghĩ là mình cùng mang một cái sự khác biệt để đến hội thánh. Những cái gì tôi đã từng làm là khi tôi phải giấu cái cảm xúc của tôi để mà tôi cố gắng, tôi phải tạo ra một cái tình huống để mà cùng hòa đồng với mọi người. Cho nên là trong những tình huống như này thì tôi nghĩ là tôi sẽ giấu cái cảm giác của mình đi và quên cái sự việc đấy của mình đi, và cái đó là cái mà cảm xúc của cá nhân thì mình nên để xử lý việc của cá nhân. Còn đây giữa một cái đám đông như thế này thì tôi sẽ hòa đồng với mọi người và cùng cùng chung cái cảm xúc, cùng chung cái hòa đồng cùng với cái cảm xúc của cái hội lúc đó bây giờ. Dạ vâng, thế thôi ạ, xin hết ạ. Ok, rất là tốt. À, chúng ta không nhất thiết phải đi theo cái thứ tự là what I hear, what I think, what I feel, what I want này cuối cùng mới là what I will do đâu, mà mình có thể đảo lộn, nó không sao cả. Cho nó cái gì mình cần phải nói trước thì mình cứ nói trước. Đó. Thì đấy là một cái phản hồi cũng khá là tốt. Đây là kỹ năng phản hồi đấy ạ. Yêu cầu kỹ năng phản hồi là cụ thể chứ không có chung chung, giải quyết vấn đề chứ không đưa ra lời phán xét. Đó, về có lẽ cái điều này tôi sẽ phải ghi lại ở trên đây.